Bài lab 5. Bài lab 5 của mình có bổ sung câu 8. Bổ sung câu 8 là nó là nội dung này thôi. So sánh lead line với ADSL thực hiện trên framework. Như vậy thực hiện trên framework là làm gì? Các bạn có thể tìm hiểu ở trên mạng, tìm hiểu về ADSL, tìm hiểu về lead line. Rồi các bạn làm ra một cái bảng so sánh. Một bảng so sánh. Như vậy thì tùy theo mỗi bạn sẽ có những tiêu chí so sánh khác nhau, có những cách so sánh khác nhau. Nhưng mà những cái nội dung so sánh thì từ lúc đầu giờ đến giờ mà thầy đang trình bày với các bạn đó, cũng như các bạn đang chia sẻ với mình với lại lớp đó, thì chúng ta đưa vào những cái tiêu chí để so sánh giữa Leadline và ADSL. Và trong quá trình các bạn quay video thì các bạn diễn giảng lại, giảng lại à tại sao mà nó nhanh, tại sao nó chậm, tại sao nó chập chờn, tại sao giá cả nó cao, tại sao là gọi là bất đối xứng, tại sao gọi là đối xứng. Đó thì tất cả những gì mà các bạn hiểu về hai cái này, các bạn giải thích theo mình hiểu. Chứ không phải là cho các bạn làm trên framework, xong các bạn lên search, cóp dán, em làm xong câu 8, lấy 2 điểm, không có. Các bạn cóp dán tương đối thôi, những ý chính thôi, rồi sau đó mình giải thích, mình dùng lời để mình giải thích trong cái video của mình về lead line và về ADSL.